Hello, xin chào tất cả các bác nha. Trên tay em đây là một đầu micro model, dòng này là dòng của S-Word nha các bác. Đầu S-Word ha, model là SR40V. Đây là dòng của S-Word, nó thiết kế để sử dụng trên các model của Mixur nha các bác. Ha, các bác lưu ý là đây là đầu mic của hãng S-Word. Thì nó thiết kế để sử dụng trên các model trên Mixur. Các bác lưu ý là chỉ có Mixur thôi ha, chứ không sử dụng trên mix Sennheiser nha các bác. Ví dụ như mix Sennheiser thì sẽ có những cái đầu của hãng Neumann thì sử dụng trên mix Sennheiser. Thì tương tự như vậy thì Mixur nó có hãng S-Word làm những cái đầu mic sử dụng trên Mixur ha. Và đương nhiên thì những cái dòng đầu mic này là toàn là những cái dòng đầu mic VIP thôi nha các bác ha. Đây là S-Word, đây là SR40V ha. Đầu mic này thì nó cùng phân khúc với lại KSM9 ha và Neumann 105. Thì còn đây là S-Word SR40V. Mic còn đẹp keng ha các bác. Nói chung là đầu mic còn rất là đẹp nha. Chờ các bác xem bên trong. Bên trong không có gì để xem hết á. Bên trong nó bao lại hết rồi, không xem được. Nhưng mà cũng mở các bác xem. Đây, côn nó bọc mic hết các bác. Nên là em cũng không có gì bọc mút nha. Côn bọc mút là em cũng không dám tháo ra luôn. S-Word SR40V thì giá của đầu mic này là 6,5 triệu nha các bác. 6,5 triệu ha. S-Word SR40V. Ha. Đầu mic còn đẹp keng sàm beng nha các bác. Nó cùng phân khúc với KSM9 và Neumann 105 nên là tính ra cái giá này là cực kỳ tốt cho các bác trải nghiệm ha. SR40V giá chỉ có 6,5 triệu cái đầu này thôi. Giá thì nó rơi vào tầm 650 đến 700 đô một cái, nhưng mà em mua được tốt thì em sẽ bán cho các bác giá tốt thôi. Cái đầu này thì em cũng chỉ có một cái đầu duy nhất thôi các bác ha. Thì dành cho các bác nào biết thôi. Rồi, cảm ơn các bác ha.